Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 4 giờ 18 phút chiều Chủ nhật. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023. Thời tiết ở ngoài trời hôm nay rất là ấm, nhưng rất tiếc trời nó ảm đạm, nó u ám. Cho nên mình không có ngồi ở trong xe để giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Xin bỏ qua ra vài phút giải trí thời sự đến với các bạn. Mình sẽ trở lại ca làm. Cũng như thường lệ, xin mời các bạn uống trà đá và xin phép các bạn cho mình hớp một miếng trà đá. Cách nay 2 hôm, cái thằng tổng thống của Nga Xô, là cái thằng Putin đó, nó lừa nước nước đục và thả câu ở bên Trung Đông Do Thái. Nó đang đánh với cái bọn khủng bố Hamas, mặc dù là Do Thái họ đang đánh Hamas, nhưng mà ở đằng sau cái nhóm khủng bố Hamas á, là được tài trợ bởi những cái nước Trung Đông, Saudi, Syria, Iraq, Lebanon và vân vân vậy đó. Thì cái thằng tổng thống Putin nó nhìn được cái cơ hội đó, tại vì bây giờ nó đang xa lầy chiến tranh ở bên Ukraine đó, thì nó đích thân nó bay bay qua bên đó. Cái mục đích chính đó là nó muốn đi qua đó. Cũng như trước đây mà thế giới người ta cấm vận Nga Xô á, thì ông Tập Cận Bình ổng bay qua bên Nga, rồi thằng thằng mập Kim Jong Un nó cũng bay qua Nga. Bay qua Nga để làm gì? Là để dỗ dành trấn an, giống như đồng minh, không không sao đâu anh, xa cơ thất lễ, xa lầy chiến tranh vậy đó. Anh Putin có cần Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un, chúng tôi giúp anh cái gì, phải không? Rồi họ trao đổi kinh tế với nhau, đó là một cái khối cộng sản. Đã từ lâu mình nói là các bạn không có tầm nhìn, cho nên các bạn bị cộng sản nó tẩy não người dân Việt Nam của mình bằng một cái từ nó đổi mới. Thì cộng sản họ động động họ dùng cái từ đổi mới, nhưng mà thật ra ở Việt Nam từ xưa tới giờ đối với mình, đối với các bạn thì các bạn nhìn đó là đổi mới. Tại vì hồi nào tới giờ các bạn biết sống với cái chế độ cộng sản, ăn phay mì, ăn rau muống, nhịn đói, khô khô quẹt rồi các bạn biết không? Rồi bỗng dưng bây giờ cái làm 3 đồng 3 cọc, cái mình ngóc đầu lên chút chút, cái mình động động, cái mình nó thấy không, Việt Nam bây giờ sướng lắm. Nhưng mà các bạn mà đi ra du lịch, mà đi ra trên toàn thế giới nhìn lại nước Việt Nam của mình đi, nói thiệt với các bạn á, đi xong rồi á, mình nhìn lại nước Việt Nam của mình mới thấy thẹn, mình mới thấy tủi nhục cho quê hương dân tộc Việt Nam của mình. Đó là tất cả mọi cái vấn đề mà nó cái sự tụt hậu đạo đức con người, cái nền giáo dục ở bên Việt Nam nó yếu kém, là cũng là do cộng sản nó dìu dắt cái dân tộc của mình. Các bạn đừng có đùa giỡn á, là cái nền giáo dục nó không có quan trọng. Cái nền giáo dục nó rất là quan trọng. Con người á, mà người ta đem súng tới nhà băng người ta cướp, hay là người ta vào nhà các bạn người ta chặt chém, hay là người ta đốt xăng phóng lửa phóng đồ, tất cả là nó dính líu tới cái nền giáo dục. Tại sao trên thế giới có hàng tỷ tỷ hàng vạn người, các bạn biết không, bên Nhật Bản các bạn thấy không, người ta người Nhật cái người ta có cái nền giáo dục tốt, cho nên những cái điều mà người ta giống như người ta muốn xách súng đi vô ngân hàng, người ta không muốn, là bởi vì người ta con người người ta có cái sự giáo dục, à người ta nghĩ là cái đó không có tốt, tôi không thể làm, các bạn biết không. Còn bên Việt Nam tù tội hả, nó vượt ngục rồi nó vô rừng nó trốn đồ này nọ đó, mấy cái mà người dân cần á, làm những cái điều mà tốt cho người dân á, nó không làm. À, nó đi vô tù, người ta vượt ngục vô tù, vô rừng, vô tận nơi, vô hang vô núi, nó bắt cái đầu đi dỗ ngực, nó xin tới thấy dỗ ngực xin tên, nó thấy không, công an giỏi thấy không, trong vòng 24 tiếng đồng hồ là bắt được cái hạ tù vượt ngục rồi. Xin phép các bạn cho mình hớp một miếng trà đá. Hôm nay mình xin vài phút mình giải trí, mình sắp trở lại ca làm. Mình muốn chia sẻ cho các bạn trong cái nội dung này á, cộng sản á, nó vĩnh viễn nó vẫn là cộng sản, chẳng qua đó là nó muốn bám trụ cái ghế của nó gu người dân. À, lúc thì nó nói nó viết báo, nó tuyên truyền, nó nói nó đổi mới này, nó đổi mới nọ, nó đổi mới kia. Các bạn thấy cách này cách mấy tháng mấy tuần trước á, nó bắt người mẫu Ngọc Trinh phải không, là cái tội lái xe phá trật tự công cộng, nó sợ người ta noi gương. Mà không phải là Ngọc Trinh mà biểu diễn xe. Bây giờ các bạn mà làm phim đi,
phim ảnh đi mà dính líu tới cái gì mà chính trị mà nói động tới, nó chỉ cần mà nói xấu một cái thằng quan chức nó thôi, giống như cái tuồng cải lương mà Ngao Sổ Hến vậy đó. À, Ngao Sổ Hến là nói mấy thằng cán bộ là quan quyện ăn hối lộ đó đó, thời gian đầu nó cấm tuồng Ngao Sổ Hến đó, nhưng mà vì tình huống gì đó nó mới cho cái tuồng Ngao Sổ Hến, người ta mới phát rộng rãi đi lưu diễn khắp nơi, cải lương hát cải lương đó, phát sóng truyền hình rồi đi diễn đồ này nọ. Chứ trước kia đó là nó đụng chạm tới ông quan huyện, là nói đụng tới tới cái đám chấp bu của tụi nó không có muốn. Bây giờ các bạn mà làm phim ảnh hay cái gì các bạn nói mà đụng chạm phản đối tới nó một cái là nó tới nó làm việc với các bạn ngay. Thì á, cách nay mấy hôm các bạn biết là nó bắt cái ông thầy chùa mà ở Củ Chi, mà cái ông mà có cái biệt danh là thầy chùa ăn thịt chó đó. Thì đối với mình á, nếu mà một đã nói đổi mới, đã nói là Việt Nam bây giờ không thua gì quốc tế tự do, thì ổng muốn tu ổng không xin giấy phép thôi, các bạn biết không, ổng không có. Còn cái chuyện mà ổng hợp pháp, ổng giả hay là ổng thật á, thì cái đó để cho công chúng, cho người dân người ta công nhận, cũng như mấy cái người mà người ta đi ra bán hàng giả, các bạn biết không. Thì á, có người á, thì người ta thích có tiền, người ta có nhiều tiền, người ta vô người ta mua đồ hiệu LV đồ cái này cái kia, các bạn biết không, Apple iPhone rồi, người ta mua hàng thật, các bạn biết không. Còn cái người người ta không có tiền, người ta không có đủ khả năng, thì người ta chấp nhận người ta mua hàng giả. Cái chuyện thật với giả cái đó là để cho người dân người ta quyết định đó. Tại vì á, lúc mà trước đây mà ổng ra nhiều cái clip á, rất là nổi tiếng, cái ông thầy chùa mà có biệt danh ăn thịt chó đó đó, thì nó làm cho con người ta có cái cảm giác á, là ô Việt Nam bây giờ thoáng ha, các ông thầy chùa này ổng cũng tự do, ông nói thoải mái. Nhưng mà mình gành về cộng sản lắm các bạn, mình nói trong đầu của mình nói á, trước sau gì nó cũng gờ cái ông này thôi đó. Còn cái chuyện mà nó nói ổng làm giấy tờ chạy giấy tờ giả là chẳng qua là nó gài ổng thôi. Các bạn nên nhớ, con người á, kể cả mình cũng vậy, ai cũng tham tiền và ham sắc á, đàn ông á, dính líu gì với chính trị mà nó gài hai cái đó, là một á là gái, hai á là tiền bạc, không thể nào mà các bạn mà chạy khỏi nó hết, con người. Các bạn biết không? Tùy theo, giống như bây giờ mình cũng vậy. Tiền mình cũng tham, nhưng mà nhiều khi mình suy nghĩ là ở cái đó mình làm có đúng không, có đáng không, có danh tiếng cho mình không. Ok, bây giờ nói Quốc ơi, tao cho mày 100.000 nè, mày đừng có mày dẹp mày đi, đừng có nói chuyện tao, mày cam kết mày biến mất cho tao đi, đừng bao giờ nói động tới đảng cộng sản đó, tao cho mày 100.000. Các bạn biết không? Nó mua chuộc mình. Đó thì con người mình có lòng tham, các bạn biết không? Cũng giống như nhiều người mà Việt Kiều trước đây mà chống cộng cực đoan rồi lắm á, cái bắt đầu nó ra cái nghị quyết ngoại giao để mà nó muốn thu chất xám của Việt Kiều đem về Việt Nam á đó. Nó đưa cái ông Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đi dụ người này người kia, nó mua chuộc, các bạn biết không, gom góp đồ về bển đó. Nó làm gì chi, nó làm chính trị, các bạn biết không, cho người dân người ta thấy mấy cái người đã ảnh hưởng. Ồ, cái ông đó ổng là thiên tài mà, ông nhạc sĩ Đức Huy, ông đi về Việt Nam. Ồ, mình là cũng người vô danh không có gì, ổng về được mình về được, đó là cái chiêu của cộng sản, các bạn biết không đó. Nó tìm cách nó muốn, nhưng mà các bạn nên nhớ đi, nó diễn gì thôi, cộng sản thôi, chứ nó không có thật tâm mà nó đoàn kết dân tộc gì đó đó. Các bạn nhìn thấy băng nhạc Thiên Nga Paris By Night không? Nó có bao giờ mà nó cho Thiên Nga Paris By Night mà về mở show mà biểu diễn ở tại Việt Nam không? Không có. Trung tâm băng nhạc Giang Sơn được về mà tổ chức mà biểu diễn ở tại Việt Nam không có. Mà Campuchia nó cho nha, nó ngộ vậy đó, người ta không phải dân tộc của mình. À mà Campuchia nó cho, Thái Lan nó cho, Singapore nó cho, bất cứ ai nó cũng cho, mà cái thằng cộng sản đó là nó là từ chối. Xin phép các bạn cho mình hớp một miếng trà đá. Các bạn không có tầm nhìn á, các bạn bị nó hả trúng bẫy cái tụi cộng sản, nó gu cho các bạn ngủ để mà nó làm cho các bạn nuôi cái hy vọng. Lâu lâu cái nó nói ô đây là hệ thống đường cao tốc của Hà Nội vào năm 2040 2050 độ gì đó là sẽ hình thành như vậy đó, nó làm cho mình ảo. Mà với cái tình hình mà xã hội mà nó hỗn loạn như Việt Nam bây giờ, các bạn nghĩ là các bạn có sống tới cái năm 2050 không? Đâu có sống tới. Cũng giống như mấy cái người ta lịch sử người ta cũng nói ô trái đất là nó có hiện diện hàng tỷ năm hay là hàng ngàn năm. Nó nói vậy giống như ông thầy bói nói bạn năm này bạn không sanh con trai thì bạn sanh con gái.
Các bạn biết ông nó nói 1.000 năm, 1 vạn năm, con người ta chỉ có sống 100 năm mà. Ai mà từng chứng kiến về về hàng tỷ năm về trước đó, cái đó là cái thồng, các bạn biết không? Còn nó nói là thế giới khoa học người ta nói là tương lai 1 triệu năm về phía trước, có ai mà sống tới 1 triệu năm? Thì cái thằng cộng sản nó cũng y chang như vậy đó đó. Nó viết báo nó nói là năm 2020 á, năm 2030 á, là Việt Nam sẽ hiện đại quá lắm đó. Bây giờ các bạn thấy không, đi vô chợ Bến Thành không, mẹ mưa nó dột xuống hay nó tệ còn hơn là thời Pháp nữa. Nó phải lấy mưa xuống nó dột nhà lòng chợ Bến Thành người ta, nó phải lấy thau lấy xô nó hứng nước mưa nữa. Mà ở đó nó nói là năm 2030 là ở Việt Nam hiện đại quá đất nước. Cộng sản nó bullshit lắm. Ở trong cái clip này á, mình muốn nói với cái chia sẻ với cái chính các bạn á, tặng Việt Nam, tặng Liên Xô, tụi nó nguyên một đàn trái na, cộng sản của nó là một thứ, một cái hệ thống mà. Tặng bu tổng thống Putin á là nó xuất thăng, nó xuất thăng từ trong cái khối KBJ, là cái khối tình báo của Liên Xô cũ đó. Thì nó ra nó giả bộ, nó trá hình với thế giới là nước của nó bầu cử vậy thôi. Cách nay 2 hôm á, nó bay qua bên Trung Đông á, để mà nó họp hội nghị để mà nó làm ăn với nhau đó. Tại vì nó lợi dụng là chờ nước đục thả câu, là bây giờ bên kia đang chiến tranh với lại Do Thái đó, nguyên một cái khối Hồi giáo, cái khối Trung Đông á. Mặc dù là Do Thái nó nói nó đánh là đánh cái nhóm khủng bố Hamas thôi, nhưng mà thật ra là từ hồi thời đầu lịch sử là thằng Do Thái là nó đã đánh một lúc là 5 6 nước Hồi giáo bên Trung Đông rồi. Nó đánh cả một cái khối Hồi giáo, bởi nó thằng Putin nó đi qua bên đó đó để mà nó lừa cơ hội, không nó làm ăn. Tại vì quánh với Do Thái là các bạn phải cần vũ khí à, mà cái thằng Nga Xô là cái thằng mà nó nổi tiếng về về bán vũ khí, 90 vũ khí bên Việt Nam, là xe tăng, thiết giáp, hệ thống vòng cung, tất cả mọi thứ là Việt Nam, chính phủ, quân đội Việt Nam là mua từ của Nga Xô và mua từ của cái thằng thằng trái na, các bạn biết không? Xin phép các bạn cho mình hớp một miếng trà đá đó. Thì trong cái chuyến nó đi cách nay 2 hôm, thằng Putin nó tuyên bố là sang năm 2024 là nó sẽ ra nó bầu cử. Mình hứa chắc với các bạn luôn, không cần bầu, không cần phải chờ kết quả, mình sẽ cá với các bạn bao nhiêu tiền mình cá. Cái kết quả là trên 90% dân số Nga Xô chọn bầu ông Putin, mình sẽ trả lời cho các bạn sẵn luôn. Các bạn biết không, đâu có cái gì khó đâu. À, người dân vô bầu bằng điện tử hay bằng giấy gì đó, ok, nó gom gom cái đó nó lấy lên xe chắc, cái lúc mà nó đổ cái thùng ra nó điếm là nó đã in sẵn rồi, chữ ký giả, mạo giả rồi. Các bạn biết không, nói mà cái nước mà nó đi chiến tranh, nó xâm lăng thằng Ukraine mà nó cấm, nó độc tài, nó cấm người dân của nó đó là không được dùng cái từ chiến tranh, à chỉ là đặc biệt nhiệm vụ thôi, chứ không có tội dùng cái từ chiến tranh. Vậy tại sao gọi là tư bản? Tư bản mà tại sao phải áp đãi, phải bắt buộc người ta, nên từ nào nên nói, từ nào nên không? Các bạn biết không, khi nào mà anh dân chủ mà bự tự do bầu cử thật sự á, anh phải có quốc tế tới đứng đó giám sát cho anh đàng hoàng. Còn mà anh nói giống như bây giờ Cộng sản Việt Nam đi, nó nói bây giờ bầu cử nhưng mà không cho thế giới UN người ta vô, người ta đứng đó, người ta đứng cái thùng phiếu, người ta làm nhân chứng, thì anh bầu cử anh nói sao cũng được, giống như thằng bên thằng Campuchia vậy đó. Đó, Campuchia bầu xong cái là Saddam Hussein cái gì đó, Hussein Mut gì đó, mặt nút gì đó, thằng con của ông thủ tướng Hussein lên lãnh đạo, mà lúc nó bầu là không có ai đi đi tới ngồi để làm chứng đó. Các bạn biết không, cũng giống như mà công an cộng sản Việt Nam đó. Nó nói nó tôn trọng dân chủ đồ này nọ lắm, mà nó bắt con người ta vô phòng nó tra tấn, nó hỏi cung người ta, nó không cho ai luật sư đi vô đó làm nhân chứng, nó không có quay camera, nó quay camera trong cái quá trình nó làm việc với người ta. Các bạn biết không, nó đánh đập, nó hù dọa, nó khủng bố tinh thần của người ta. Đó là lý do tại sao mà cái ông thầy chùa ăn thịt chó đó, ông đứng ông ký cái ký tên. Mình bảo đảm với các bạn luôn, đúng đúng là ông có làm giấy tờ giả, nhưng mà ông bị gài. Cho nên lúc nãy mình mới nói con người của mình đó là đàn ông đó, là nó có 2 cái điểm yếu, đó là gái đẹp, phải không, là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, cái đó là mình phải chấp nhận điểm yếu của đàn ông đó. Với lại con người của mình đó là mình sống đó, là mình phải cần có nhiều tiền,
đó, nó gài mình là nó đưa hai cái đó là mình chết chắc thôi à. Là cái ông đó ông bị gài, nó ông bị gài là tại sao, câu hỏi đặt ra tại sao nó gài ông, nó gài ông là tại vì những cái clip của ông á là nó bất lợi cho chính trị, cho cộng sản Việt Nam đó. Những cái nội dung mà ông nói, ông thách đố, ông nói ơi ông làm đâu có gì sai đâu, ông là một công dân bình thường, ông là tu thôi mà, thằng công an nào mà dám làm gì ông, các bạn biết không đó. Xong cái trước đây người ta theo dõi, người ta tưởng nó wow cộng sản bây giờ nó cũng thay đổi quá ha, cái ông thầy chùa đó ông làm gì ông làm thoải mái, ông nói gì nói đâu có thằng nào bắt ông đâu. Nhưng mà mình gành cộng sản lắm, mình theo dõi mấy cái clip của ông á, mình nói á, thằng cha này hả, mình không tin là thằng chả mà ngồi đó mà thằng chả muốn nói cái gì nói. Tại vì cái lý do là có bao nhiêu người người ta chiến đấu về dân chủ cho bên Việt Nam dân chủ, mấy cái người mà bây giờ đang bị bỏ tù á, nó đã bỏ tù người ta mà cái ông thầy chùa ông thịt chó đó ông ngồi đó ông muốn nói cái gì ông nói với cái chế độ cộng sản à. Còn lâu, xin phép các bạn cho mình hớp một miếng trà đá. Trong cái nội dung này mình nói với các bạn nhớ đi, mình hứa chắc với các bạn luôn, không cần phải chờ kết quả tin tức gì hết đó. Năm sau mà công bố kết quả bầu cử bên Nga đó, ông Putin sẽ áp đảo, sẽ thắng trên 90% dân Nga bầu cho ổng. Người Nga người ta cũng đi bầu thật sự vậy đó, người ta không có bầu cho ổng, người ta bầu cho mấy cái người đảng phái khác. Các bạn biết không, đâu có quốc tế đâu có ai mà tới giám sát mà làm chứng đâu. À, bầu 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 xong cái nó đóng cái máy cái nó chở đi hay ôm cái thùng phiếu đi chở đi, lúc nó đổ cái thùng phiếu ra điếm là nó đổ cái những cái phiếu là nó đã định sẵn rồi. Cũng giống như bên Campuchia cách nay mấy tuần mà nó bầu cái thằng con của ông thủ tướng Hun Sen lên làm thủ tướng vậy đó. Thằng cộng sản Việt Nam mà nó cũng như vậy, nó muốn là nó cũng như vậy mà nó đâu, cộng sản Việt Nam mà làm gì mà nó dám mà nó ra nó bầu, nó động động thì nó nói hả gì dân đảng gì dân làm cho mình gì dân. Ủa anh tốt với dân vậy tại sao anh không không ra gọi tranh cử đi, ra ra tự do dân chủ đi, coi coi dân bầu cho ai. Các bạn biết không, nếu mà mình biết được lòng của dân mà mến mình thương mình á thì đâu có gì mình để mình giấu. Các bạn biết không, cũng giống như mình vậy nè, mình đi ra sống xã hội mình không có làm mít lòng ai, mình không có động địa ai, cần gì mình đi mình phải giùm trước giùm sau, mình đâu có kẻ thù. À, còn cái này anh nói đường đường chính chính cộng sản Việt Nam, anh nói là anh lo cho dân, anh làm những cái điều gì dân rồi tất cả này nó mới nói bằng cái miệng không. Còn mà nói về cái vụ mà ông chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc mà chuẩn bị đi sang thăm Việt Nam, mấy người dư luận viên nói thì mấy tháng trước á hả thằng Mỹ thằng Biden nó cũng qua, thì bây giờ ông ba ông Tập Cận Bình qua cũng cũng công bằng đâu có sao. Các bạn nên nhớ á, trong một gia đình, ok, một cái người á, mà con rể mà nó không có máu mủ nó từ phương xa đó, nó đi về thăm á, là cái gia đình bên vợ đó là người ta đối tiếp đãi với con rể đó, là nó lúc nào á, nó cũng không có bằng đứa con gái ruột hay là những cái người con ruột. Các bạn biết không, người Mỹ người ta có một cái câu á, the blood is thicker than water đó, máu mủ á, là nó gắn liền với nhau, nó quý trọng hơn là cái người mà không phải là có hệ thống anh em ruột, chị em ruột, cha con ruột, mẹ con ruột. Các bạn mới không, gia đình thân tộc. Thì cái ông Biden đó, các bạn cứ hình dung đi, ông qua Việt Nam á, ông chỉ là một cái người bạn bình thường ngoại giao thôi, còn cái ông Tập Cận Bình đó là cái ông máu mủ. Các bạn biết không, ông Biden ông đi ông qua bên Việt Nam ông có được bắn mấy chục đà phát đại pháo chào đón không, có không? Ông Biden có đứng ở trong quốc hội của Việt Nam phát biểu không, có không? Rồi tàu chiến của Mỹ nó đi qua Việt Nam có nó có được đậu ở Hải Phòng không, ở Hà Nội không, có không? Các bạn biết không, ngày nay các bạn sống ở dưới chế độ mà các bạn bị nó tẩy não ngu như con bò mà ở đó làm tài khôn làm dư luận viên rồi nói kiểu như ta đây lắm. Các bạn biết tại sao mà mình tiếp tục mình chia sẻ với các bạn không? Các bạn nên nhớ một điều á, tất cả mọi mà lực lệ mà cộng sản nó áp đảo dân tộc Việt Nam của mình đó là toàn là tụi Bắc Kỳ á, nó lực lệ của nó đưa ra. Mình là người miền Nam, mình đâu có thể nào mình ngồi đó mà mình để cho mấy cái thằng Bắc Kỳ gión nó mẹ nó điều khiển người dân tộc của mình phải lên tiếng nói chứ.
Còn các bạn sanh ở trong miền Nam các bạn bị nó bắt đeo khăn quàng từ lúc nhỏ, mà năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi nó nhồi sọ nó tẩy não các bạn. Bây giờ các bạn là người miền Nam mà các bạn còn lên tiếng các bạn binh cho nó nữa, lại đi bộ đội cho nó, đi bảo vệ đảng cho nó đi, rồi coi coi mai mốt các bạn mà trở thành liệt sĩ coi, sau khi mà các bạn mà hy sinh cho bảo vệ đảng coi, các bạn biết không, động động cái nói thấy không, thằng Mỹ hồi xưa hả nó bỏ miền Nam như vậy đó. Các bạn biết Mỹ nó bỏ miền Nam nhưng mà nó có công, nó có trở lại mà nó lãnh mấy cái người mà quân lực Việt Nam Cộng hòa mà bị Cộng sản bỏ tù không, đi diện HO qua bên đây không, rồi nhờ mấy cái người đó đi qua trước, người ta mới làm có tiền, người ta mới dành dụm, người ta quyên góp về để lo cho anh em chiến sĩ, cựu chiến binh, thương thế binh ở Việt Nam, có không? Mình phải nhìn cái điểm tốt của người ta chứ, cái đó thằng Mỹ nó đâu có bỏ đâu. Còn các bạn nhìn mấy cái người mà hy sinh cho Cộng sản bắt Việt đó, có cái được cái gì? Giống như cái ông cụ cụ Đình Kình đó, làm bộ đội cho nó mấy chục năm, 80 năm tuổi đảng, mấy nửa đêm hả cụ Đình Kình đang ngủ hả, nó xách súng tới hả, nó bắn một cái đùng, nó nhìn đi ở đó bày đặt binh. Cho nên hả mình nói với các bạn rồi, Cộng sản Việt Nam nó không bao giờ mà nó tiến bộ được á. Nếu mà bây giờ mà nó cho người dân Việt Nam là lương cao thì làm sao mà thế giới người ta vô, người ta đầu tư vô Việt Nam. Các bạn biết không? Cho nên Cộng sản Việt Nam lúc nào nó cũng muốn dìm hàng, nó cũng muốn người dân Việt Nam của mình làm nô lệ cho nó tất cả mọi thứ. Còn cái câu hỏi mà đưa ra nói thấy không, thằng Trung Quốc đó, nó đâu có màng, nó cho thằng Việt Nam chơi với thằng Mỹ. Ủa mỗi một năm như vậy đó, thằng Việt Nam nó nhập khẩu, nó xuất nhập khẩu, nó bán hàng hóa cho cái thằng Trung Quốc là bao nhiêu trăm tỷ Mỹ Kim, tiền đó ở đâu ra? Nếu mà thằng Việt Nam không chơi với phương Tây, không chơi với Tư Bản, không chơi với Úc, không chơi với Canada, không chơi với châu Âu, không chơi với Mỹ đâu này nọ, lấy đâu ra hàng cộng sản hàng năm mà nó nhập siêu của thằng Trung Quốc 200-300 tỷ Mỹ Kim, các bạn biết không? Ok, các bạn cứ hình dung đi, cái điện thoại Samsung này nè, phải không, là nó đang sản xuất, hình dung cái này là cái điện thoại Samsung nó đang sản xuất ở Việt Nam, phải không? Tất cả mọi thứ ở trên cái điện thoại này á là phải mua từ cái thằng Trung Quốc, từ cái ốp, từ cái kính, từ cái con chip, từ cái tất cả mọi thứ ở trong đây. Cái điện thoại Samsung này á là sản xuất tại Việt Nam, là chỉ có hai cái bàn tay nô lệ của người dân mình thôi. Đừng có ở đó mà khùng mà ngu quá mà bày đặt dư luận viên mà tài khôn. Ok, chiều Chủ nhật xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Bây giờ mình phải trở lại ca làm. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của tất cả các bạn. Cuối tuần và đầu tuần xin chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều mạnh khỏe và nhiều vui vẻ. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn lại trong những clip kỳ sau.